À, chào tất cả các bạn nhé, chào mừng à, các bạn đến với kênh của Xuân Phạm JP. À, xin lỗi anh em là mình cũng làm video trong cái điều kiện hơi thiếu sáng một tí. Còn một tiếng nữa là mình chuẩn bị phải đi làm nhưng mà mình à, dịp cuối năm ấy mình tranh thủ lên đây chia sẻ cho các bạn một cái chủ đề à, mình nghĩ là có tất cả người Việt ở Nhật này đều quan tâm đó chính là liên quan đến thuế thu nhập các bạn, đúng không? Thuế thu nhập thì ai cũng quan tâm, ai cũng muốn là thuế của mình là về không thế nhưng mà tùy theo từng trường hợp hoàn cảnh mà chúng ta nên áp dụng sao cho nó phù hợp thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn là cái cách để làm cái thuế của bạn về không và cái cách thứ hai đó là cách mà không cách cách mà chúng ta vẫn phải đóng thuế một cách đầy đủ để có thể là duy trì được cái visa của mình lâu hơn ở Nhật Bản để có thể xin được vĩnh trú thì trong cái video này mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn cái vấn đề này tại sao mình lại có thể chia sẻ được cho các bạn thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là à, mình có những người bạn ấy và mình đã làm việc cùng với họ, à, họ đã sống ở Nhật khoảng 13 năm nay rồi. Họ chuyên làm về thuế và mình cũng là một trong những người làm cùng với họ và thông qua những kiến thức đấy thì mình muốn chia sẻ, mình muốn đem những cái kiến thức mình biết được mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn trên kênh này à, phục vụ cho những anh em ở Nhật Bản này để anh em có được những cái cách làm một cách phù hợp đặc biệt là những cái bạn thực tập sinh ấy các bạn là, là các bạn biết đấy các bạn nương các bạn đã thấp rồi nhưng nếu như các bạn không biết cách làm thì hàng năm các bạn cũng phải trừ rất là nhiều tiền thuế khoảng hơn chục man tiền thuế chẳng hạn thì mình nghĩ đấy là một cái điều khá là vất vả đối với các bạn bởi vì À, theo như mình có đọc báo ấy thì giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ, chính phủ Nhật Bản cũng đang thương lượng thảo luận về cái vấn đề là miễn thuế cư trú cho tất cả những bạn thực tập sinh sinh sống làm việc ở Nhật Bản tại vì sao lại như vậy? tại vì là các bạn sang đây với vai trò mục đích là để học tập cho nên các bạn phải chịu một cái mức lương đã thấp rồi thứ hai sau đấy lại còn phải chịu thêm cái phần thuế cư trú thì mình nghĩ là cũng sẽ rất là thiệt thòi cho tất cả các bạn Nương à, của các bạn nhận về tay sẽ rất là thấp đặc biệt là những bạn làm xây dựng hoặc làm nhiều khi làm nông nghiệp vừa vất vả vừa khổ mà lương lại thấp thì mình nghĩ là sẽ khá là vất vả cho tất cả các bạn chính vì thế mình muốn làm cái video như này mình chia sẻ cho các bạn từ cái kinh nghiệm của mình để để xem là những bạn nào có thể áp dụng được hoặc các bạn chưa biết cách làm thì mình thông qua cái video này của mình các bạn có thể biết được cách làm thì đầu tiên liên quan đến cái việc là thuế thì là nó có hai cái một là À, thuế thu nhập hai là thuế thị dân thì đối với cả thuế thu nhập thì cứ trên 120 man thu nhập một năm trả lên là các bạn bị đánh thuế à, và cái thuế thị dân cũng căn cứ dựa theo cái thu nhập của các bạn à, thì để cách thứ nhất là để mà các bạn là không bị mất tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế thị dân ở Nhật Bản à, thì mình xin hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái cách làm như thế này thì như theo cái luật thuế của Nhật Bản Người ta quy định đấy là à, Các bạn đối với cả tổng thu nhập của các bạn Ví dụ là 300 man một năm chẳng hạn Mình lấy ví dụ như thế cho dễ à, Các bạn thực tập sinh có thể là khoảng 250 man một năm chẳng hạn Thì các bạn sẽ được miễn cái phần thuế cơ bản Ở đây nó là 120 man à, Theo luật cũ mình update thì như là 115 man thì phải Đấy thì là các bạn được miễn giảm cái phần đấy Các bạn không phải đóng thuế Thì còn lại mình lấy cứ lấy tròn 120 man đi thì 250 man thu nhập 1 năm, các bạn trừ đi 120 man là còn 130 man. Nếu 130 man đấy mà các bạn có à, phần à, đóng bảo hiểm nhá, ví dụ các bạn đóng bảo hiểm 1 năm nữa, 1 năm bảo hiểm với cả lên kin 1 năm là nó rơi vào khoảng tầm à, 3 man một tháng, 1 năm là 36 man. 130 man trừ đi à, 36 man là còn 94 man à lại ừ 90 94 man, được chưa? Thì còn 94 man đấy Nếu 94 man đấy Các bạn mà không có người phụ thuộc Các bạn không có phải nuôi dưỡng ai chẳng hạn Thì cái phần 94 man đấy Các bạn sẽ bị đánh thuế rất là nặng Khoảng 5% được chưa? 5% cái tiền thuế đấy Và cái thuế thị dân Người ta sẽ căn cứ theo cái mức đấy Người ta sẽ đánh thuế vào tháng 6 hàng năm cho các bạn Thì đối với 94 man này Giả sử như các bạn mà Có người phụ thuộc ở Việt Nam Ví dụ các bạn có bố mẹ này có anh chị em ruột này thì ví dụ mình lấy ví dụ như trường hợp của mình mình có bố mẹ có vợ và có em trai thì mình gửi tiền cho bố mẹ mình này gửi tiền cho vợ này gửi tiền cho em trai của mình thì đối với mỗi một người phụ thuộc đấy các bạn sẽ được miễn trừ là 38 man đến 39 man mình không nhớ rõ lắm khoảng trong khoảng đấy mình trong cái tờ phiếu gen c hàng năm ấy, cái cái phiếu mình nhận được ấy thì là nó sẽ có cái giấy đấy nó có cái thông tin là trừ đấy thì mình cứ Ăn à, áng nhớ khoảng tầm 38 man gì đấy các bạn trừ đi 38 man một người thì đối với cả ba người thì sẽ trên 100 man đúng không như vậy là sau khi mà cái tiền mà người phụ thuộc được giảm đi thì nếu 94 trừ đi trên 100 man thì các bạn về âm đúng không các bạn về không cứ cho ai là về không thì như vậy là cái tiền số tiền mà các bạn bị đánh thuế nó là không thì như vậy là cái tiền thuế của bạn sẽ không mất gì cả Thế nhưng mà cái nhiều trường hợp của các bạn nếu như có bố mẹ này anh chị em ruột này à, vợ này thì cần phải sâu những giấy tờ gì thì có rất nhiều bạn không biết thì mình xin chia sẻ trong cái video này cho tất cả các bạn thì các bạn chú ý lắng nghe nhé đối với cả bố mẹ ruột của mình ấy thì các bạn có thể là chỉ cần chứng minh giấy tờ là thứ nhất là chứng minh thư chụp ảnh chứng minh thư thôi nhé các bạn không cần phải bằng gốc không phải gốc đâu các bạn chỉ cần bảo người nhà ở Việt Nam chụp ảnh gửi qua Facebook này được chưa các bạn cần cái chứng minh thư hai mặt đấy và cái giấy khai sinh của bạn thì trong cái giấy khai sinh của bạn nó có tên tuổi của bố mẹ được chưa trong cái chứng minh thư là chứng minh là có ngày tháng năm sinh của bố mẹ tên tuổi của bố mẹ rồi như vậy là chứng minh là ruột thịt à, còn trường hợp như là em trai em trai của các bạn thì các bạn chỉ cần chứng minh bằng cách là đưa giấy khai sinh của bạn và của em trai bạn thì là ok đấy chị em ruột cũng thế nhé các bạn nhé thế còn đối với cả trường hợp mà vợ chồng với nhau ấy thì một là nếu như chưa làm sổ khẩu nhá chưa làm sổ khẩu thì các bạn chỉ cần sâu ra giấy đăng ký kết hôn với cả giấy chứng minh thư của hai người thực ra chỉ cần giấy kết hôn là ok nhưng hầu hết là mọi người đều có sổ khẩu được chưa thì tất cả những người người có tên trong sổ khẩu thì các bạn không cần phải chứng minh gì hết được chưa không cần phải chứng minh mối quan hệ nhân thân gì cả chỉ cần biết là trong sổ khẩu ví dụ như là ông bà bố mẹ vợ con mà trong sổ khẩu thì các bạn chỉ cần sâu cái sổ khẩu ra nào ok được chưa các bạn không cần phải bổ sung thêm giấy tờ gì cả nhưng ví dụ như trường hợp của mình sổ khẩu mình tách riêng giữa vợ con mình vợ và các con với cả ông bà bố mẹ bố mẹ ruột của mình thì lại là một sổ khác cho nên mình bắt buộc phải chứng minh theo cái cách như mình hướng dẫn có nhiều bạn sẽ rơi vào trường hợp như vậy các bạn thực tập sinh đã kết hôn. Còn nếu như các bạn chưa kết hôn, các bạn cũng nằm trong sổ khẩu thì rất đơn giản, các bạn không cần phải chứng minh gì hết. Các bạn sâu sổ khẩu ra là sẽ có có trong sổ khẩu có 3 người thì cứ đủ 16 tuổi trở lên nhé các bạn nhé. 16 tuổi trở lên là đủ là được miễn giảm. Thế còn là đây là mình nói cho năm 2022 này các bạn nhé. Mình áp dụng tất cả những cái này là nói cho năm 2022. Còn sang năm 2023 thì mình sẽ chia thành phần 2 để các bạn có thể biết được. Đấy thì mình xin chia sẻ cho tất cả các bạn biết được là Đấy cái cách làm như thế Thế còn một cái trường hợp nữa nó hơi rắc rối hơn, rắc rối hơn một chút à, Mà đây là một cái mẹo mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn Ví dụ như là trường hợp mình muốn gửi tiền cho bố mẹ vợ mình Có được miễn giảm hay không Thì mình xin chia sẻ với các bạn là giảm được các bạn nhé Cái cách chứng minh về cái mối quan hệ nhân thân như thế nào Thì các bạn chú ý chuẩn bị giấy tờ này cho mình nhé Thứ nhất là chứng minh thư của bố mẹ vợ Được chưa hoặc bố mẹ chồng được chưa chứng minh thư của bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng được chưa sau đấy là à, cái giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng được chưa giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng thế nào ok được chưa như vậy là ok thì có phải là à, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng cộng với cả cái giấy khai sinh nhé các bạn nhé quên đấy mình quên đấy giấy khai sinh của vợ hoặc chồng ví dụ như bố mẹ vợ thì cần chứng minh thư của bố mẹ vợ là một này giấy khai sinh của vợ này và giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng thì là sẽ chứng minh được mối quan hệ nhân thân các bạn nộp ba à, cái giấy đấy là ok nhé thì đấy là một cái trường hợp mà nó hơi nắt néo hơn một chút thì vẫn chứng minh được thế còn trường hợp có những người là có ông bà nội ông bà ngoại chẳng hạn đấy thì các bạn cũng lại chứng minh bằng cách là lấy chứng minh thư của ông bà nội là một này lấy chứng minh thư của ông bà nội lấy giấy khai sinh của bố mẹ mình này và lấy giấy khai sinh của mình thì chứng minh được mối quan hệ nhân thân ba đời với nhau đấy thì cái cách làm là như thế rất rất là đơn giản thôi còn còn một cái cách nữa mình có thể uh, hướng dẫn thêm cho các bạn những đây là những cái trường hợp đặc biệt thôi ví dụ như ngày xưa mình có uh, một người bạn ấy là bố mẹ mất hết rồi được chưa thì nhà chỉ còn có hai anh em thôi hai anh em thôi thì bây giờ hai anh em thì gửi cho một người uh, hỗ trợ thôi thì sẽ được giảm rất là ít ví dụ 94 man mà trừ đi 38 man vẫn còn hơn 60 man thì trường hợp như thế của bạn đấy thì vẫn bị đánh thuế rất là cao mặc dù thu nhập chỉ cả một năm chỉ có 250 man thôi nhận về tay không được nhiều đấy thì À, cái cách nào mình đã hướng dẫn cho bạn đấy, đó là bạn có chú thím được chưa? Bạn có chú thím thì bạn xin cắt khẩu được chưa? Cái cái ví dụ như là bạn có anh chẳng hạn, có anh trai ở Việt Nam nhưng mà anh bây giờ bạn cắt khẩu khỏi cái sổ khẩu đấy, bạn nhập sổ khẩu vào trong cái sổ sổ khẩu của nhà chú thím đấy, được chưa? Bạn nhập khẩu vào trong đấy thì bạn chỉ cần nộp cái sổ khẩu thì tất cả những người thân ở trong sổ khẩu đấy được chưa sẽ là được được tính là người thân của bạn và bạn chỉ cần phải gửi tiền về cho người ta thông qua dịch vụ chuyển tiền DECOM hoặc là các dịch vụ chuyển tiền khác đấy thì là sẽ có giấy chứng minh thuế các bạn nhớ cho mình như thế cái cách làm là như vậy các bạn cắt khẩu ở đấy và chuyển khẩu vào trong cái sổ khẩu kia thì ở Việt Nam mình hoàn toàn có thể là tự làm được sau đó nộp online các bạn scan cái giấy ra bạn nộp sang bên này là xong scan đẹp nhất scan màu còn nếu không photo đen trắng rõ nét là ok Đấy thì mình hướng dẫn thêm cho các bạn cách làm như thế đây nên là trong năm nay các bạn nhé trong năm nay đấy thì sau khi mà được giấy tờ chứng minh được ok rồi thì các bạn cần phải việc làm tiếp theo là các bạn cần phải gửi tiền về cho những người thân đấy mỗi một người chỉ cần một lần trên một năm hiện nay năm với năm 2022 thì À, tùy theo khu vực nhưng mà để mà mức mức bình quân trung bình ấy, thì mình khuyên các bạn là năm nay à, ai mà chưa làm thì các bạn vẫn còn cơ hội để làm là các bạn gửi tiền cho người nhà mỗi người chỉ tối thiểu khoảng năm man trên một người trên một năm một lần thôi chỉ cần một lần thôi sau đó à, lấy cái giấy thế đấy ví dụ mình chuyển tiền của Dcom chẳng hạn mình hay dùng của Dcom đấy thì các bạn là chỉ cần à, lấy cái giấy chuyển tiền đấy cộng với cả cái giấy chứng minh mối quan hệ nhân thân kia là các bạn có thể À, nộp lên trên công ty cộng với cả cái giấy mà khi công ty gửi về cho các bạn thì đối với cả những cái công ty mà các bạn thực tập sinh một nghiệp đoàn đấy có nghiệp đoàn ấy thì sẽ cái người nghiệp đoàn người ta sẽ làm thay cho các bạn thì các bạn chỉ cần nộp đầy đủ giấy tờ như thế là ok tất cả những cái giấy tờ mình nói ở đây đều rất là chính xác và chuẩn chỉ nếu như các bạn làm ở những cái nghiệp đoàn mà những cái người đấy người ta không biết ấy, thì các bạn cứ chuẩn bị giấy tờ các bạn nộp như thế bảo người ta hướng dẫn làm như vậy thì mình khẳng định với các bạn là ok có rất là nhiều người quản lý Nhật Bản, người ta còn trẻ, người ta mới ra làm, người ta không biết Thì các bạn có thể đưa cái video này cho những người ấy, người ta xem để biết cách làm chuẩn bị chuyên ta Hoặc là có thể tự lên trên mạng search được mà Trên 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 mạng nó có những cái uh, trang web về thuế ở Nhật Bản là từ, tùy từng khu vực ấy, các bạn có thể search ở trên đấy ra được mà còn cái này là mình kinh nghiệm mình làm việc với cả người trực tiếp làm chuyên làm về thuế và người quản lý ở à, nghiệp đoàn của mình anh ấy quản lý khoảng 200 thực tập, tập sinh rất là nhiều cho nên có rất nhiều kinh nghiệm và mình cũng học được rất nhiều từ đấy và muốn chia sẻ đến cho tất cả anh em Đấy thì là đấy vấn đề liên quan đến phần thuế thì khi mà cái phần thuế của các bạn về không ấy thì à, cái tháng 6 hàng năm sang năm ấy, ví dụ tháng 12 mình làm này thì đến tháng 6 sang năm thì bên 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 bên, bên khu vực bên C của các bạn ấy sẽ căn cứ vào cái tiền thuế bạn đóng, số tiền thuế bạn bị đóng để xét cho bạn cái thuế thị dân được chưa? Thì hiện nay là cái thuế thị dân nên nếu như trường hợp của mình ấy mình mà mình làm ấy thì đối với trường hợp như của mình thì mình muốn thuế của mình về không như mình làm nó về không thì thuế thị dân của mình về không. Tuy nhiên năm ngoái của mình thì mình không mình không làm về không mình vẫn còn đóng một ít tiền thuế khoảng tầm hai man thì đấy hai man tiền thuế một năm thì năm nay mình mất khoảng tầm 3 man tiền thuế thị dân đấy. thì tại sao tại sao mình lại chấp nhận đóng thuế? Uh, thì nó cũng đóng thuế nó cũng có hai mặt của nó các bạn nhé đối với cả những bạn mà không muốn đóng thuế vì cuộc sống của bạn khó khăn thì bạn làm theo cách như mình hướng dẫn còn đối với những các bạn mà cuộc sống của bạn tương đối ok bạn muốn ở nhật lâu dài thì cái việc đóng thuế thì sẽ tăng cái cái, cái nhất là những cái bạn kỹ sư ấy, cái việc đóng thuế sẽ sẽ tăng cái hệ số điểm uh, uy tín của bạn sinh sống ở nhật bản ấy thì khi mà bạn xét visa vĩnh trú ấy sau khi 10 năm ấy, các bạn xét visa vĩnh trú thì cái độ uy tín của bạn cao hơn bạn được cộng điểm nhiều hơn thì cũng có một lời khuyên cho tất cả các bạn là tính từ ví dụ năm năm đầu tiên thì bạn có thể là làm các thủ tục để miễn thuế nhưng mà sang đến năm thứ năm thứ sáu trở đi ấy, theo như mình à, mình 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 khuyên đi thì là những hàng năm ấy các bạn vẫn cứ gửi tiền vào cho người thân đi nhưng các bạn đừng làm giảm thuế các bạn đừng làm giảm thuế các bạn chờ đến khi mà các bạn xét duyệt được vào vĩnh trú rồi thì các bạn vẫn có thể đem sâu những cái giấy tờ cũ đi ra các bạn xin lại cái tiền thuế mà bạn đã đóng thì đấy là cái cách mà của những người bạn của mình hiện nay là họ cũng đang uh, họ sang Nhật từ năm 2010 cơ. Những người bạn của mình sang đấy rất là lâu rồi, họ cũng đang dục dịch làm vĩnh trú, rất là nhiều người xin vĩnh trú. Thì cái cách nào của họ là thế và đặc biệt cũng xin chia sẻ cho tất cả các bạn là bí kíp ấy là chính là những người ở sân xã thuế người ta tiết lộ cho các bạn là người ta đánh giá dựa trên tiêu chí là ba cái năm cuối trước khi mà bạn xét visa vĩnh chú ấy mà bạn đóng thuế đầy đủ, được chưa bạn đóng thuế trang tổ mà đóng thuế cao ấy thì người ta sẽ xét được cái năng lực tài chính của bạn tốt, à, cái à, cái việc mà cái cuộc sống của bạn khi sống sống ở nhật này là có ích, có lợi cho xã hội nhật bản thì người ta sẽ à, cái điểm xét duyệt của bạn sẽ được tăng lên, độ uy tín của bạn sẽ tăng lên, hồ sơ của bạn sẽ uy tín hơn, có trọng lượng hơn thì khi bạn xét visa vĩnh chú sẽ dễ hơn đấy. Thì là mình nói thêm một chút về cái vấn đề là khi mà làm thuế thì các bạn phải căn cứ vào hai cái vấn đề như thế để, để các bạn làm. Nếu như mà những bạn các bạn năm đầu tiên thì các bạn nên à, làm sao làm cho thuế nó về không, thuế thị dân về không, thuế thu nhập cá nhân về không thì à, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền để gửi về Việt Nam giải quyết vấn đề cuộc sống sinh hoạt cho gia đình, cho bản thân đấy sau khi mà kinh tế các bạn khá lên một chút rồi các bạn muốn sinh sống ở nhật lâu dài thì mình khuyên là lúc đấy các bạn nên cân nhắc giữa vấn đề là làm giảm thuế và không làm giảm thuế bởi vì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề sau này khi mà xét visa vĩnh trú cho tất cả mọi người đấy thì à, cũng xin chia sẻ cho các bạn à, những cái vấn đề liên quan đến à, cách làm giảm thuế và những cái kinh nghiệm của mình là mình cũng đang làm như vậy thì mình cũng đang chuẩn bị bước sang năm thứ hết thứ năm sang năm thứ sáu rồi thì mình cũng đang cân nhắc về vấn đề như này thì à, à, cái 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 việc là làm giảm thuế hay không làm giảm thuế thì mình cũng cân nhắc rất là nhiều. Đấy thì uh, video của mình thì đến đây cũng uh, tương đối dài rồi. Đấy, thì mình cũng uh, xin uh, phép là kết thúc video ở đây. Thì cái video tiếp theo một cái phần 2 mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn là liên quan đến cái vấn đề là bắt đầu từ năm 2023 thì cái vấn đề về đóng thuế dù cái vấn đề gửi tiền về cho người thân ở Việt Nam như thế nào, có gì thay đổi hay không thì các bạn chú ý đăng ký kênh like theo dõi video này của mình rồi là nhớ subscribe bật cái nút chuông lên để khi mình ra cái video phần 2 thì các bạn có thể xem được luôn cái cái chia sẻ đấy của mình. các bạn nhớ ủng hộ nhé Mình À, cũng xin cảm ơn tất cả những anh em là đang theo dõi đăng ký kênh YouTube của mình luôn ủng hộ cái video này của mình, luôn xem quảng cáo rất là nhiệt tình và ủng hộ mình rất là nhiều để mình có thêm thu nhập, có động lực ra mắt nhiều video hơn cho tất cả anh em. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và rất là hy vọng là mình có thể có thêm thu nhập để có thể mua sắm thêm đồ quay rồi là có thời gian để đi quay hoặc là tìm hiểu thêm cho tất cả anh em chia sẻ cho anh em nhiều hơn nữa rồi ngoài ra là có thể là có tiền mua sữa cho con đấy một cái điều mưa rất là nhỏ nho như thế thôi cảm ơn tất cả các bạn rất rất là hy vọng là được mọi người ủng hộ hơn nữa hơn nữa nhé à, hiện nay thì trên kênh youtube đấy nó có cái nút cảm ơn đấy thì nếu như anh em mà thực sự cảm thấy yêu quý mình à, muốn cảm ơn mình thông qua cái nút cảm ơn đấy thì rất là mong anh em kích vào đấy và ủng hộ cho mình cảm ơn tất cả anh em còn nếu không thì cũng anh em chỉ cần cho mình một nút like một nút share chia sẻ cũng là quý lắm rồi đấy xin cảm ơn tất cả mọi người nhé chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe cuộc sống ở nhật là luôn luôn ổn định công việc luôn luôn đều thu nhập luôn luôn tăng đấy và sẽ được tất cả mọi người yêu quý đồng nghiệp mà luôn luôn hỗ trợ mình hết mình cảm ơn tất cả mọi người nhé các bạn nhớ đăng ký kênh like share, video chia sẻ giúp mình nhá chào mọi người nhá